Các nghệ sĩ thường có đội ngũ làm truyền thông với anh thì sao? Đúng như vậy. Với rất nhiều bạn có một ekip đi theo. Các bạn quay phim, làm lens này, lens kia đủ thứ hết. Một quá trình lan tỏa thế nào, các bạn đăng cái gì, làm gì, có chiến lược hết. Nhưng nói không ai tin. Thử quý vị cứ hỏi tất cả những làm truyền thông trên cả nước. Linh chỉ có một mình Linh thôi. Linh đi từ xưa giờ Linh không có trợ lý, không có quản lý, không có một team nào cả. Và Linh cũng không có một kế hoạch truyền thông nào cả. Thật ra đây, nhân đây Linh cảm ơn các cơ quan báo chí truyền thông đã rất yêu thương Linh. Cái gì mà Linh vừa làm xong là mọi người ủng hộ. Bởi Linh, cái năng lượng tích cực của Linh đó, cái sự kết nối yêu thương Linh nó đem lại những cái giá trị hạnh phúc cho nhiều người. Thành ra mọi người yêu thương Linh vì điều đó, chứ không phải Linh làm giỏi cái gì đâu, Linh không có giỏi. Linh không có giỏi làm truyền thông, Linh không có giỏi. Nói chung Linh không có giỏi gì hết, nhưng mà bởi vì nhiều người yêu thương người Linh, mỗi người một chút. Thí dụ giờ trong các bạn ở đây, tôi nói xin lỗi chứ 10 người thì hết cũng phải 7-8 người, thậm chí 90 người yêu thương người Linh, quý người Linh. Bởi vì cái hành trình làm thiện nguyện của người Linh, và mọi người sẽ tự làm truyền thông cho Quyền Linh. Mặc dù Linh không có thuê ai, Linh không trả tiền ai chứ á. Linh chưa bao giờ trả tiền cho một dự án truyền thông nào, mà Linh chưa thuê ai làm truyền thông cho mình cả. Mọi người nói sao lấy hình ảnh của con Quyền Linh, Quyền Linh lên truyền hình với lên mạng xã hội hoài. Linh đâu có thuê ai, Linh không có tập đoàn truyền thông nào hết. Các bạn làm truyền thông đây biết mà. Nếu có các bạn biết luôn. Nói ra thì nó hơi kỳ, hơi quá đáng chứ chưa công ty truyền thông nào ăn của tôi được đồng nào hết á. Bởi vì tất cả người làm truyền thông yêu quý Quyền Linh, thương Quyền Linh, bởi vì Quyền Linh đã đồng hành với rất nhiều chương trình thiện nguyện trong cuộc sống này. Đó là cái tình cảm mà Quyền Linh không thể có tiền cũng không mua được. Ai mua được nhà báo? Nói thật các quý vị, ai mua được các công ty truyền thông? Có tiền họ mới làm. Đó là cái công việc của họ làm truyền thông mà, bây giờ không trả tiền sao họ làm được? Nhưng riêng Quyền Linh thì không có trả đồng nào hết. Xin lỗi nha, xin lỗi cái ca giới truyền thông. Linh không tốn tiền đó, nhưng mà Linh cũng cảm ơn giới truyền thông rất là nhiều. Đặc biệt là cảm ơn cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng chắc yêu thương Quyền Linh lắm. Nói xin lỗi Linh thở cái cũng đưa Linh trên mạng xã hội. Linh đi đâu, Linh ngồi uống nước vỉa hè, họ cũng quay họ đưa lên mạng xã hội. Bất cứ cái gì Linh đi đâu, bây giờ gần như xung quanh Linh là hàng triệu nhà báo. Cái gì cũng đưa lên truyền hình hết chứ. Đưa lên mạng xã hội, thành ra mọi người nó chờ xong Quyền Linh này, cái đâu cũng thấy ổng với con ổng hết chứ. Linh không có làm điều đó nha quý vị. Đừng hiểu lầm tội nghiệp Quyền Linh. Cảm ơn tình cảm mọi người đã dành cho gia đình Quyền Linh và Quyền Linh. Anh làm thế nào để luôn giữ được hình ảnh sạch cho bản thân? Thật ra để làm sao giữ hình ảnh sạch, không có làm sao được chứ. Không biết cách nào để giữ hình ảnh sạch đó. Một con người đi ra ngoài đường, có thể họ một hành động nào đó hay là làm điều gì đó, nó bản chất của một con người. Thí dụ Linh có thể đi đâu, Linh ngồi Linh uống nước vỉa hè, Linh gác chân lên ghế, thí dụ gì đó. Hay Linh nói xin lỗi Linh đâu, Linh uống nước miếng cái gì đó. Nếu gặp truyền thông bắt được cái đó, họ cũng đưa lên rồi cũng chết luôn. Nên không có cách nào làm giữ hình sạch được á. Thật là Linh sống thế nào thì mọi người đưa hình lên vậy à. Linh không có giấu được, mà cũng không có tránh được đâu. Bây giờ hồi xưa báo chí thì có cơ quan này kia, bây giờ ai cũng phải làm báo, có cái điện thoại làm báo được rồi. Vậy thì không bao giờ trốn được những cái hình ảnh đó hết. Cái vấn đề là Linh cũng không có làm gì vậy. Trong thâm tâm người Linh cũng không làm gì xấu chứ. Thật ra sao cứ có gì mình show lên đó. Chỉ có cái Linh đi với tổ ong mà mặc đồ xấu ta đưa lên thôi. Và nhiều người nói Linh là giờ mặc đồ xấu quá, nhiều khi thua ông sư ôm đó thôi. Vậy thì ở đây không thể nào có thể bảo vệ hình ảnh mình cho nó sạch được hết á. Không lẽ giờ từng giây từng phút bảo vệ đâu cũng khép nép đi đâu cũng ấy. Đâu lúc nào xung quanh chúng ta lại có hàng triệu nhà báo, hàng triệu người làm truyền thông. Vậy thì có đúng bản chất của Linh là sống thôi. Linh sao cái xôi trang vậy. Thật ra cũng có nhiều điều xấu, nhiều khi cũng lôi thôi lết hết. Nhiều khi ăn uống nó cũng rớt này rớt kia tùm lum. Nói chung là cũng có nhiều người đưa lên của Linh, ăn nó đổ tùm lum la vậy. Cũng có người nói của Linh, nhưng mà đó là bản chất của Linh rồi. Vấn đề chúng ta sống với lương tâm chúng ta, làm đúng với tâm của mình, không làm gì xấu với mọi người. Linh chưa bao giờ nghĩ là mình làm xấu với ai cả. Linh chưa bao giờ gọi là có thể nghĩ xấu với người. Nghĩ xấu có, cũng lâu lâu người ta ghét mình thì ông nó xấu quá, bực mình, nhưng mà sau đó về mình nói thôi kệ đó, coi như ai nghĩ xấu mình, miễn sao mình không xấu được rồi. Chỉ có điều là chúng ta không bao giờ làm bất kỳ điều xấu gì, thành ra cũng không sợ gì hết. Chính vì thế nên hình ảnh của Linh đưa lên hình như nó cũng là cuộc đời của mình đó. Nó cũng có gì xấu chứ đâu phải Linh giữ đâu, rồi giữ sao nổi.
30 năm giữ truyền thông sao giữ nổi mà Linh ngày nào cũng lang thang ngoài đường làm chương trình này kia. Linh đâu có trốn trong nhà đâu, Linh đâu phải là một nghệ sĩ lúc nào cũng làm đẹp rồi trốn trong nhà khi bước ra là phải quần này áo nọ, không có. Quyền Linh là một Quyền Linh sống thế nào thì nó lộ trên mạng xã hội như vậy, không có giấu được. Mình sạch mình đẹp gì có hết.